Xuân Trường, Tiến Linh và Công Phượng là những người đã tham gia quả phạt góc dẫn tới bàn thắng ở trận đấu gặp Indonesia. Và lần này liệu kịch bản đó có lòng hay không? Thôi! Đánh đâu! Đó là Tiến Linh! Lại là Tiến Linh! Bàn thắng thứ tư của anh ở vòng loại FIFA World Cup năm 2022. Trận đấu thứ hai liên tiếp, Tiến Linh là người mở điểm cho đội tuyển Việt Nam. Cách đây ít phút thì Tiến Linh đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng đáng tiếc, nhưng giờ thì anh đã không lặp lại điều đó nữa. Vâng, và rất trùng lập khi người kiến tạo cho Tiến Linh không ai khác lại là Đoàn Văn Hậu. Trước đó Văn Hậu đã tạo ra một cơ hội 10-10 để Tiến Linh mở tỷ số nhưng anh đã bỏ lỡ, nhưng lần này thì không. Văn Hậu đã không cá nhân, anh đã không đánh đầu thẳng về phía khung thành của đối phương mà thực hiện một pha đánh đầu kiến tạo dành cho đồng đội. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Hoàn toàn xứng đáng. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Malaysia đã hoàn toàn bị đánh tơi bời ở tình huống này. Khả năng quan sát và kiểm soát lực bằng đầu vừa rồi của Văn Hậu là cực tốt. Rất nhiều cầu thủ với những cơ hội như vừa rồi sẽ thực hiện một cú đánh đầu thẳng về phía khung thành đối phương, nhưng Văn Hậu thì không. Anh quan sát và thực hiện một pha kiến tạo bằng đầu cực tốt, đúng với vị trí bằng vào để thực hiện cú đánh đầu của Tiến Linh. Đúng là ở thời điểm hiện tại, tìm ra một trung phong cắm để thay thế được vị trí của Tiến Linh là rất khó. Tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài người Nhật Bản, ông Ryuji Sato đã vang lên. Trận đấu mà cả hai đội tuyển Việt Nam cũng như là Malaysia sẽ hướng tới mục tiêu giành 3 điểm. Nếu như có 3 điểm trước đội tuyển Malaysia thì đội tuyển Việt Nam gần như sẽ chắc suất giành vé đi tiếp với ít nhất là một trong hai vị trí dẫn đầu bảng. Một trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm để giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta với vị trí như hiện tại chỉ cần có được một điểm, một trận hòa ở trận đấu này là sẽ chắc chắn kết thúc vòng đấu bảng của bảng G ở vị trí của một trong hai đội dẫn đầu. Trong khi chỉ có chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì đội tuyển Malaysia mới còn cơ hội mong manh để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Bóng trong chân cao thủ Malaysia. Những năm gần đây thì đội tuyển Việt Nam luôn áp đảo đối thủ Malaysia trong những cuộc đối đầu. Kể từ AFF Cup năm 2018 cho tới nay, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam chưa từng thua trước đội tuyển Malaysia. Chúng ta thắng 3 trận và chỉ để cho đối thủ cầm hòa một trận duy nhất. Đó là trận hòa trên sân của đội tuyển Malaysia. Ở lượt đi của vòng đấu loại thứ hai khu vực châu Á năm nay trên sân Mỹ Đình, Quang Hải là người đã mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam. Công Phượng, cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Rất hay, Trọng Hoàng. Đường truyền cho Tiến Linh đã không thành công nhưng vẫn là Công Phượng. Công Phượng quyết định đi bóng. Công Phượng, nguy hiểm. Lawrence. Nếu như trước đó Công Phượng truyền một đường bóng cắt mặt hàng hậu vệ đối phương đang răng ngang vào cho Tiến Linh đang băng xuống ở phía trong thì có lẽ sẽ là hợp lý hơn. Tan Trang Hồi đang sử dụng toàn bộ những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của mình tại vòng loại. Sumare ghi được 2 bàn. Cơ hội. Sút xa khá bất ngờ. Đó chính là Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu mới chỉ trở lại và chắc chắn là lúc này động lực quan trọng về mặt tinh thần dành cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo trong trận đấu quan trọng này. Một trận đấu sẽ mở ra cơ hội lịch sử để đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tới vòng loại cuối cùng để có cơ hội tham gia tại một vòng chung kết FIFA World Cup. Sẽ lại là một tình huống treo bóng bổng nữa. Cả hai quả đá phạt ở vị trí khá xa vừa rồi của đội tuyển Việt Nam đều được dành cho Hoàng Đức.
Hoàng Đức cũng là cầu thủ thuận chân trái, nhưng so với Quang Hải thì anh có thể hình tốt hơn. Sumare, dứt điểm. Cú rút không gây bất ngờ của Hoàng Đức. Lực vừa rồi là không căng và bóng không đi vào vị trí hiểm. Lương Xuân Trường chuyển rất hay, không hề có lỗi việt vị, căng ngang. Goal! Rất tiếc cho Tiến Linh, bàn thắng đã đến rất gần với Tiến Linh và đội tuyển Việt Nam. Phải nói rằng là may mắn đã mỉm cười với đội tuyển Malaysia trong tình huống này. Rất hiếm khi chúng ta thấy Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội trong một tình huống ngon ăn như thế này. Hoàn toàn không việt vị, khung thành gần như đã mở toang. Một đường kiến tạo quá tuyệt vời của Đoàn Văn Hậu. Rất tiếc là Tiến Linh, chủ phòng cấm của chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ tư của anh ở vòng loại World Cup năm nay và giúp cho đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở trận đấu này. Tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo cho đến trước khi Tiến Linh có cú chạm bóng sát khung thành của đội tuyển Malaysia. Các cầu thủ đá phía trên của chúng ta lập tức gây áp lực ngay bên phần sân của đối phương và đã bắt được bóng. Cú dứt điểm là của Phan Văn Đức. Chúng ta đang rất nỗ lực để khai thác điểm yếu ở hàng phòng ngự của đội tuyển Malaysia. Vừa rồi là cơ hội để cho Phan Văn Đức có thể mở tỷ số của trận đấu. Ở trong cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia ở vòng đấu trước thì Phan Văn Đức cũng đã có một tình huống xuống bóng 10 phần cánh trái và quyết định dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi chìm nhưng đã không thể đánh lừa được thủ môn của Indonesia. Kuti là tiền vệ thi đấu thấp nhất, hỗ trợ phòng ngự, đánh chặt từ xa phía trước bộ đôi trung vệ, đội trưởng Jafuan và cầu thủ nhập tịch Dion Kunz. Lần này người thực hiện quả đá phạt không phải là Hoàng Đức nữa mà sẽ là Lương Xuân Trường. Xuân Trường, coi bóng tới đầu của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên trước đó có lẽ là trọng tài đã bắt lỗi của một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là lỗi việt vị. Như vậy là Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh là hai cầu thủ đã di chuyển quá sớm và rơi vào bẫy việt vị. Quả người rất hay Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Công Phượng đang xin bóng. Đã có cú phá bóng của Dion Kunz. Cầu thủ Việt Nam đang thể hiện một lối chơi tương đối đa dạng trong những mảng miếng tấn công của mình. Trong đó có cả những tình huống mà các trung vệ của chúng ta băng lên và xâm nhập vòng cấm đối phương cực kỳ bất ngờ. Xuân Trường và Hoàng Đức sẽ là những cầu thủ luân phiên nhau thực hiện những quả đá phạt và phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Với những quả đá chết về bên phía cánh trái sẽ là Xuân Trường thực hiện, còn bên phía cánh phải là Hoàng Đức. Xuân Trường, Tiến Linh và Công Phượng là những người đã tham gia quả phạt góc dẫn tới bàn thắng ở trận đấu gặp Indonesia. Và lần này liệu kịch bản đó có lặp lại không? Thôi! Đánh đâu! Đó là Tiến Linh! Lại là Tiến Linh, bàn thắng thứ tư của anh ở vòng loại FIFA World Cup năm 2022. Trận đấu thứ hai liên tiếp Tiến Linh là người mở điểm cho đội tuyển Việt Nam. Cách đây ít phút thì Tiến Linh đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng đáng tiếc, nhưng giờ thì anh đã không lặp lại điều đó nữa. Vâng, và rất trùng hợp khi người kiến tạo cho Tiến Linh không ai khác lại là Đoàn Văn Hậu. Trước đó Văn Hậu đã tạo ra một cơ hội 10-10 để Tiến Linh mở tỷ số, nhưng anh đã bỏ lỡ. Nhưng lần này thì không, Văn Hậu đã không cá nhân, anh đã không đánh đầu thẳng về phía khung thành của đối phương mà thực hiện một pha đánh đầu kiến tạo dành cho đồng đội. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Malaysia đã hoàn toàn bị đánh tơi bời ở tình huống này. Khả năng quan sát
và kiểm soát lực bằng đầu vừa rồi của Văn Hậu là cực tốt. Rất nhiều cầu thủ với những cơ hội như vừa rồi sẽ thực hiện một cú đánh đầu thẳng về phía khung thành đối phương, nhưng Văn Hậu thì không. Anh quan sát và thực hiện một pha kiến tạo bằng đầu cực tốt, đúng với vị trí bằng vào để thực hiện cú đánh đầu của Tiến Linh. Đúng là ở thời điểm hiện tại, tìm ra một trung phong cắm để thay thế được vị trí của Tiến Linh là rất khó. Nam của chúng ta đã có được bàn thắng vừa lên dẫn trước ngay ở phút thứ 27 của hiệp 1. Và thậm chí chúng ta còn có cơ hội để dẫn trước sớm hơn như vậy. Công Phượng! Công Phượng! Rất hay! Văn Hậu! Cú đánh đầu phá bóng của Lawrence. Chơi rất chủ động. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội tuyển Malaysia. Ông Sato đã quyết định thổi phạt pha vào bóng của Đoàn Văn Hậu. Theo quan điểm của tôi thì đó là một quyết định chính xác. Một tình huống đã không vào trúng bóng của Văn Hậu. Và đây là một cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển Malaysia. Một quả đá phạt trực tiếp với cự ly và góc sút khá lý tưởng. Và chúng ta cùng chờ đợi là Tuấn Trường sẽ tiếp tục có được sự tập trung. Đây là một vị trí đá phạt mà cầu thủ số 11 Safawi Rashid luôn có những cú đá rất nguy hiểm. Nhưng không biết là Malaysia sẽ sử dụng phương án nào. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối rồi. Hy vọng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bảo toàn được tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ. Đúng là Safawi Rashid sẽ là người đứng trước quả đá phạt này cho đội tuyển Malaysia. Anh đã có được 2 bàn thắng ở vòng loại bằng với số bàn thắng của Siafik Ahmad và kém người dẫn đầu đó là Sumare, 1 bàn ở đội tuyển Malaysia. Có được bàn gỡ hòa hay không trong hiệp 1 của đội tuyển Malaysia phụ thuộc rất nhiều vào quả đá phạt này. Safawi đang lấy đà một cách rất tập trung. Safawi Rashid. Hoa đội Tấn Trường. Tấn Trường một lần nữa xuất sắc để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Vừa rồi thì chân sút nhập tình người Brazil nhập tình đã phần nào thể hiện được sự nguy hiểm của mình. Rất tốt, các cầu thủ bọc lót cho nhau rất tốt. Và tiếng còi kết thúc hiệp một trận đấu của trọng tài Sato đã vang lên. Đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đối thủ của mình với tỷ số 1-0 sau 45 phút đầu tiên nhờ pha lập công duy nhất của Tiến Linh. Đó là một kết quả phản ánh chính xác những gì hai đội đã thể hiện ở hiệp đấu đầu tiên. Cho dù cầu thủ Malaysia là những người có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ cũng không gây được quá nhiều nguy hiểm trong khung thành của Bùi Tấn Trường và cũng không tận dụng được cơ hội. Như sự xuất sắc của Bùi Tấn Trường đã giúp cho đội tuyển của chúng ta giữ được lợi thế sau 45 phút đầu tiên. Với những kết quả như vậy thì cho tới lúc này đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G và hơn 2 điểm so với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã bắt đầu. Ở đầu hiệp 2 thì cả huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta và Tan Chang Hui của đội Malaysia vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Phạm Văn Đức. Chiếc thẻ vàng thứ hai được rút ra, nó thuộc về Sumare, một cầu thủ đã phạm lỗi rất nhiều lần ở trong hiệp 1. Nhưng lần này thì trọng tài người Nhật Bản, ông Sato, đã quyết định rút thẻ đối với cầu thủ nhập tịch của Malaysia này. Như vậy là cả hai thẻ vàng ở trong trận đấu ngày hôm nay đến thời điểm này đều thuộc về phía cầu thủ Malaysia. Trong hiệp 1 là chiếc thẻ dành cho hậu vệ cánh Lawrence và phút đầu hiệp 2 là của tiền đạo Sumare. Xuân Trường.
Quang Đức. Tình huống để mất bóng của Công Phượng. Sumare. Vẫn là Sumare. Vẫn là sự bóng tốt cho nhau rất tốt của cao thủ Việt Nam. Lỗi rõ ràng, xứng đáng phải nhận thẻ. Tình huống ngăn cản trái phép và phản công của đội tuyển Việt Nam. Thẻ vàng dành cho Siam Kuti. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thể hiện được những tố chất về mặt kỹ thuật và phối hợp rất ý của mình. Chúng ta không quá chú trọng vào thời gian kiểm soát bóng mà cũng chắc chắn trong khả năng kiểm soát bóng và tận dụng những cơ hội để triển khai những pha bóng tấn công sắc sảo cho cầu thủ Malaysia. Quế Ngọc Hải đã xuất hiện rất đúng lúc để ngăn cản tình huống phối hợp phản công vừa rồi. Và bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Quang Huy, Công Phương, Công Phương không được. Quyết định thực hiện cú sút bằng chân trái sau khi đi bóng rất tự tin ở khu vực trung lộ. Có lẽ việc đã ghi những bàn thắng bằng chân trái ở giải vô địch quốc gia năm nay khiến cho Công Phượng rất tự tin trong tình huống qua người và dứt điểm bằng chân trái vừa rồi của anh. Hoàng Đức đã có mặt ở bên phía cánh trái, Tiến Linh đã có mặt bên phía cánh phải. Công Phượng không chuyền cho ai cả và quyết định thực hiện cú dứt điểm. Nhưng đây là tình huống dứt điểm lực không tốt và điểm đi của trái bóng cũng không nguy hiểm. Công Phượng mới chỉ có được bộ bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và đó là bàn thắng của anh ghi được trong trận đấu trước gặp Indonesia. Như vậy có vẻ như huấn luyện viên Park Hang-seo vừa thực hiện hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp. Đức Huy và Văn Thanh là hai cầu thủ vào sân để thay cho Công Phượng và Lương Xuân Trường. Vương quốc Ả Rập nhất đang dẫn trước đội tuyển Indonesia với tỷ số 4-0. Đây là tỷ số họ đã thắng đội tuyển Malaysia. Và thật trùng lập khi mà 4 bàn thắng được chia đều cho hai cái tên đã ghi bàn cũng đều lập cú đúp của lưới của Malaysia, đó là Bakut và Lima. Đứng trước quả đá phạt cho đội tuyển Malaysia là cầu thủ vào sân thay người Nasmi Faiz. Chúng ta nghe rất rõ Bùi Tấn Trường đang chỉ huy hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thứ 60. Nasmi rất nguy hiểm. Một thoáng sơ hở của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam và đã tạo cơ hội cho De Paula thoát xuống đối mặt với Bùi Tấn Trường. Trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu, nếu tính cả thời gian bù giờ, và đương nhiên chúng ta sẽ chờ đợi những cơ hội để phản công ghi bàn thắng thứ hai. Harabi, anh đã vượt qua được Văn Hậu, vẫn là Harabi. Nguyễn Hải, Otti Davis, cú đánh đầu ngược. Phút thứ 70, thời gian hiệp hai trận đấu vẫn còn khá nhiều. Các thủ Việt Nam vẫn cần phải hết sức tập trung. Lawrence, Akhir Rashid, Lawrence. Và phối hợp khá hay của cầu thủ Malaysia. Và chuyển bóng cho De Paula. Như vậy là trọng tài xác định đã có lỗi của Văn Hậu đối với tiền đạo người Brazil, De Paula. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã phản ứng với quyết định của trọng tài người Nhật Bản, nhưng tiếng còi đã cất lên. Quyết định có lẽ sẽ không được thay đổi. Chúng ta cùng xem lại góc quay chậm. Trọng tài chính xác. Đây là tình huống mắc lỗi của Đào Văn Hậu. Không phải là một tình huống thổi phạt penalty oan uổng.
Văn Hậu đã chơi rất hay, đã có hai pha kiến tạo cực kỳ tốt, tham gia những tình huống phòng ngự cũng khá tốt kể từ đầu trận, nhưng vừa rồi thì anh đã mắc lỗi. Bây giờ là một cơ hội rất tuyệt vời để cho cao thủ Malaysia có thể quân bình tỷ số của trận đấu từ chấm 11m. Người được giao nhiệm vụ thực hiện quả đá phạt chính là người đã bị phạm lỗi, De Paula. Tuấn Trường đã rất xuất sắc trong tình huống cản phá cú đánh đầu của Ahmad ở trong hiệp 1. Và bây giờ chúng ta cùng xem là liệu kinh nghiệm và sự dày dặn của anh sẽ chiến thắng được De Paula hay không. Tiền đạo nhập tịch người Brazil cũng đang rất căng thẳng trước quả đá 11m này của cao thủ Malaysia. Chúng ta sẽ cùng hy vọng là Tuấn Trường sẽ thành công trong tình huống 11m này của Malaysia. De Paula đang lấy đà rất xa. Không nhiều cầu thủ lấy đà xa trong những quả 11m như thế này. Rất căng thẳng. De Paula và Bùi Tấn Trường. Cú sút quá tốt, Tấn Trường đã đoán đúng hướng. Nhưng cú sút vừa rồi của De Paula vừa hiểm lại có lực rất căng. Và như vậy là trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. Thắng đầu tiên của De Paula ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho đội tuyển Malaysia. Nhiều cơ hội để dẫn trước với cách biệt lớn hơn một bàn nhưng đã bỏ lỡ, và cuối cùng thì một sai lầm trong tình huống phạm lỗi ở vòng cấm của Văn Hậu đã giúp cho các cầu thủ Malaysia có được cơ hội gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m. Chắc chắn là những phút còn lại sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà cả hai đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Malaysia đều không hài lòng với kết quả hòa. Tấn Trường đã đoán hướng cực tốt, đối thủ thực hiện cú sút có tốt hơn. Và bây giờ chúng ta thấy sự xuất hiện trên sân của Văn Toàn. Trọng Hoàng đã có dấu hiệu bị xuống sức và anh là người rời sân để nhường vị trí cho Văn Toàn, và cùng với đó là Hà Đức Chinh. Bây giờ sẽ là những sự thay đổi để gia tăng sức tấn công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hà Đức Chinh vào thay thế cho vị trí của Tiến Linh. Theo quy định thì ở các trận đấu vòng loại World Cup giai đoạn này, các đội tuyển vẫn được thay 5 người trong một trận đấu sau 3 lượt thay người. Sự thay đổi cho thấy quyết tâm giành 3 điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bây giờ là thời điểm chúng ta đang chờ đợi vào những tình huống bứt tốc của Văn Toàn, và cùng với đó là Đức Trình nữa. Dan Kunz. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Bật can. Không được. Cú dứt điểm ở góc hẹp không thực sự hợp lý của Phạm Văn Đức. Những tình huống như vừa rồi thì những pha xuống đáy chuyền ngược trở lại hoặc những đường chuyền ngang có lẽ sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho đội tuyển Việt Nam để có được bàn thắng. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào sự nôn nóng của Phạm Văn Đức khi mà anh chưa có được bàn thắng nào tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho đội tuyển Việt Nam. Đức Huy, một cú lấy rất nhanh của Đức Huy. Chuyền về của Duy Mạnh. Văn Toàn,
Pha chạm bóng trước đó rất hay là của Hoàng Đức. Văn Toàn. Văn Toàn. Văn Toàn đã gặp penalty. Vào sân có lẽ chỉ hơn một phút thôi nhưng Văn Toàn đã mang về quả penalty cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Một quyết định đưa ra rất nhanh chóng qua trọng tài người Nhật Bản Sato. Quyết định rất dứt khoát của ông Yuji Sato. Sự nhanh nhẹn của Văn Toàn là thứ vũ khí rất nguy hiểm. Và ngay lập tức sau khi anh vào sân, mặc dù chưa có được thể trạng tốt nhất do đã bị dính chấn thương hồng và vai ở trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Giờ thì chúng ta có cơ hội để một lần nữa vươn lên dẫn trước. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống phối hợp. Văn Thanh là người chuyền bóng. Trọng tài quan sát rất nhanh một tình huống cài chân của cầu thủ Malaysia đối với Văn Toàn. Lại là một quyết định thổi phạt 11m chính xác nữa của trọng tài người Nhật Bản. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần thứ hai vươn lên dẫn bàn và tiến rất gần tới chiến thắng. Đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ là người đứng trước cơ hội giúp chúng ta vươn lên dẫn bàn một lần nữa. Quế Ngọc Hải là chuyên gia thực hiện những quả 11m cho đội tuyển Việt Nam và chúng ta cùng chờ đợi cái duyên và sự sắc sảo của anh từ chớp 11m. Sẽ là những cú nhảy đá chân sáo hay là những cú ra chân với lực mạnh của Quế Ngọc Hải đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Một chút tiểu xảo với tâm lý của đồng Paula. Anh đang làm cố gắng để tạo sự mất tập trung và ức chế từ phía đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như là một lời thách thức với Quế Ngọc Hải chăng? Trước đó đồng Paula đã thực hiện thành công quả penalty cách đây ít phút. Nhưng để khiêu khích với một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải thì có lẽ là thừa. Rất hồi hộp. Quế Ngọc Hải dứt điểm rất chính xác, tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, tuyệt vời. 82 phút đã trôi qua, chúng ta lần thứ hai có lợi thế dẫn bàn. Vừa rồi thì thủ môn của Malaysia Farizan Marias cũng đã đoán đúng hướng, thậm chí là còn chạm được tay vào bóng. Những cú ra chân của Quế Ngọc Hải là với lực quá căng và chạm tay của thủ môn Farizan chưa đủ để có thể giúp cho anh đẩy được quả 11m của Quế Ngọc Hải. Bàn thắng thứ hai của trung vệ đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, và nó đang mở ra một cơ hội rất lớn để cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta hoàn thành mục tiêu ở trận đấu đề ra ở trận đấu này, đó chính là chiến thắng với 3 điểm trọn vẹn. Và bàn thắng này lại giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trở lại với ngôi vị đứng đầu của bảng G với 2 điểm nhiều hơn đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó là những diễn biến hết sức kịch tính trong khuôn khổ bảng G. Quế Ngọc Hải đã có một cú dứt điểm hết sức lạnh lùng đưa đội tuyển Việt Nam lấy lại lợi thế, và một màn ăn mừng cũng hết sức cảm xúc. Chúng ta chỉ cần một kết quả hòa ở lượt trận cuối cùng vào ngày 15 tháng 6 tới đây là sẽ có được vị trí đứng đầu của bảng G để giành quyền vào vòng thứ ba và cuối cùng. Lỗi của Krasniqi. Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất bực tức với tình huống phạm lỗi vừa rồi của cầu thủ Nhật Tịch bên phía Malaysia, và cũng ngay lập tức chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Krasniqi. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng ít phút nữa thôi. Một trận thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba, và cũng đồng nghĩa việc Malaysia bị loại. Những phản ứng rất quen thuộc từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông luôn bảo vệ các học trò của mình hết mình. Một cầu thủ quá cao to như Krasniqi với những tình huống phạm lỗi vừa rồi với một cầu thủ nhỏ con như Hồng Duy rất dễ có thể gây ra chấn thương. Và đó là lý do phản ứng của huấn luyện viên Park Hang-seo quyết liệt như thế nào. Trận đấu chuẩn bị bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang dẫn trước đội tuyển Malaysia với tỷ số là 2-1. Những ký hiệu vừa rồi cho thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các học trò của mình lùi sâu về phần sân nhà và chơi chắc chắn, bảo toàn tỷ số. Và với lỗi phản ứng vừa rồi thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài Sato của Malaysia, và cụ thể ở đây là Krasniqi. Thì anh cho rằng
quả đá biên lẽ ra phải thuộc về Malaysia. Văn Toàn. Hồng Duy. Rất tiếc Hồng Duy trượt chân ở tình huống khống chế bóng. Pha lấy bóng hợp lệ của Văn Toàn, bóng vẫn trong chân của đội tuyển Việt Nam. Rất hay. Được rồi. Chuyền xa đi. Lại là cú giao chân của Hoàng Đức. Chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Ghi bàn không còn là không quan trọng nữa, chúng ta có lẽ nên kéo dài thời gian một cách hợp lý bằng cách đưa bóng về góc sân hoặc bàn bật với nhau an toàn một cách nhiều hơn. Đức Trình, Hồng Duy, Hà Đức Trình, chỉ có hai cầu thủ. Dứt điểm. Quyết định khá táo bạo của Hà Đức Trình. Đó là một quyết định hợp lý. Mới vào sân nên thể lực của cả Đức Trình và Hồng Duy vẫn còn rất tốt. Đây là kỹ thuật mà chúng ta thường thấy từ phía các tiền đạo. Làm động tác giả, đưa bóng vào trung lộ với một góc sút rộng hơn để dứt điểm. Đáng tiếc là cú sút vừa rồi của Đức Trình bóng đã đi chạch cột. Và cũng xem lại tình huống bị phạm lỗi của Văn Toàn và quả đá phạt 4 mét thành công của Quế Ngọc Hải. Phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu. Thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Một quả đá phạt được dành cho Malaysia. Có một chút gian lận về vị trí đá phạt. Đã cố tình đưa bóng tiếp cận gần hơn về khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Và trọng tài cũng đã nhắc nhở đối với cầu thủ áo số 12 của Malaysia. Đã có những phàn nàn từ phía các cầu thủ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Phút đá bù giờ thứ 6. Chiếc bóng là Nasmi. Bóng đã được phá lên. Chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. 3 điểm nữa cho thầy trò huấn viên Park Hang-seo. Và chúng ta tiếp tục dẫn đầu bảng G. Vâng, một trận đấu cực hay, kịch tính và hấp dẫn. Và đội tuyển chơi hay hơn. Không phải chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta nói như vậy. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể kiểm soát bóng không bằng Malaysia, nhưng lối chơi là rất rõ ràng, những pha phối hợp là đồng điệu hơn và số cơ hội nguy hiểm là nhiều hơn so với đối thủ, và chúng ta xứng đáng với việc có được 3 điểm trọn vẹn ở trận này, mặc dù đây là một trận đấu rất khó khăn, cực kỳ khó khăn. Đã có thời điểm chúng ta đã để tuột mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng vào tay của đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng với việc có được chiến thắng 2-1, sở hữu 3 điểm trọn vẹn và đang tạo ra cách biệt đến thời điểm này là 2 điểm với đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với chiến thắng này thì gần như đội tuyển Việt Nam cầm chắc tới khoảng 80% tấm vé vào vòng loại thứ 3. Tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ đợi kết quả của những bảng đấu khác. Ngược lại, Malaysia chính thức bị loại. Trận đấu cuối cùng với đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ phân định đội bóng nào dẫn đầu bảng G. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị cùng trở lại với trường quay S12 để theo dõi phần bình luận sau trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam.